Sáng nay, hàng ngàn học sinh phụ huynh đến từ các tỉnh miền Trung Tây Nguyên, Bình Định, Phú Yên, Gia Lai, Quảng Ngãi đã có mặt tại trường phổ thông trung học Trưng Vương thành phố Quy Nhơn để tham gia ngày hội tư vấn xét tuyển đại học cao đẳng 2017. Ngày hội do báo Tuổi Trẻ, Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp tổ chức với sự đồng hành của Tổng cục Dạy nghề, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội và tập đoàn Vingroup. Phát biểu khai mạc ngày hội, ông Lê Thế Chữ, Phó Tổng biên tập phụ trách báo Tuổi Trẻ cho biết, chương trình tư vấn xét tuyển 2017 được tổ chức tại thành phố Quy Nhơn sẽ giải đáp mọi thắc mắc về ngành, thay đổi nguyện vọng xét tuyển để tăng cơ hội trúng tuyển. Đồng thời chương trình còn cung cấp những thông tin xét tuyển của các trường, học phí, học bổng, cơ hội làm việc cho sinh viên sau khi ra trường. Tham gia ngày hội tư vấn xét tuyển tại Quy Nhơn có 68 gian tư vấn của 48 trường đại học cao đẳng và các trường nghề từ thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Đà Nẵng và các tỉnh Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa. Những trường này sẽ cung cấp cho thí sinh thông tin xét tuyển 2017 của trường, học phí, học bổng, cơ hội làm việc cho sinh viên sau khi tốt nghiệp. Để giải đáp mọi thắc mắc của thí sinh về kỳ xét tuyển năm nay, tại ngày hội, ban tổ chức đã chia thành hai khu vực tư vấn về nhóm ngành khoa học xã hội, kinh tế, tài chính ngân hàng, y dược, luật sư phạm và nhóm ngành khoa học tự nhiên, điện tử, giao thông vận tải, công nghệ sinh học, thực phẩm, dầu khí.